Rồi, thầy đọc tên mấy bạn vắng nha. Khánh An. Khánh An, Bảo Duy, Thanh Hương, Hiểu Khánh, Tuyết Minh, Thiên Phúc, Bảo Thiện, Thảo Vi, Bảo Duyên, Khánh Quỳnh, Nhật Trường, Ngọc Hân, Tuyết Ngân. Rồi, Tuyết Ngân. Hôm nay bắn nhiều nhỉ? Rồi, mình bắt đầu vô. Lớp mình 36. Rồi, ngày mới kịch bản cũ ha các em. Luật như cũ nha. À, 36, 18. Ủa sao Phúc nãy xin vô trễ mà Phúc? À dạ thì con dự đoán là sẽ vô trễ 30 phút thôi, mà kiểm tra con có thể là 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng, mà con sợ là nó chỉ dài 1 tiếng rưỡi thôi, thì nên con làm không có dò lại nộp liền, sợ sợ có đóng bài kiểm tra cái không nộp được. Em kiểm tra môn gì ạ? Dạ tiếng Anh này. À, kiểm tra thử như kiểm tra thử.
Rồi, có bạn nào quên luật chơi không? Rồi, nếu như hết thì mình bắt đầu ha. Rồi, còn 1, 2, 3, 4 bạn là Bảo, Bảo Duy, Thanh Hương, Hiệu Khánh, Bảo Thiện. Rồi, mấy đứa chuẩn bị giấy bút đi nha. Giấy bút máy tính. Rồi, giờ bắt đầu. Thầy thầy cho con coi lại cái nhóm Ờ đây em. với thầy. Cảm ơn thầy. Ồ, nhóm 2 không hả? Họ Đồng Hương nhóm 2 hả? Nhóm 1 nó mất tiêu rồi người. Rồi đâu Gia Khánh mở màn câu đầu tiên cho Khánh. Dạ câu A. Ờ câu A thầy thấy rồi nhưng mà tại sao? Dạ thưa thầy, là hai ngàn cùng dấu là delta lớn hơn hoặc bằng không, b lớn hơn không. Hai nghiệm cùng dấu. Là em nói nó là delta Lớn hơn hoặc bằng lớn hơn không. bằng không, rồi chấp nhận nó là hai nghiệm. Rồi còn B lớn hơn không? B lớn hơn không. Lớn Ừ. hơn S là sao em? không? Dạ ớt lớn hơn không? S lớn hơn không chắc không? Dạ chắc. Thiệt không? Dạ thiệt. Rồi tại sao B lớn hơn không? Này giải thích thầy nghe coi. Dạ hay là hai nghiệm dương nhân với ớt, hai nghiệm cùng dấu nhân nha, lúc nào cũng lớn hơn không? Ờ đúng rồi, rồi tại sao S dương này? Dạ hay là không quên thầy. Của anh hả? Cùng dấu thì em viết cái ớt ra em giải thích rồi.
mấy cái này là các em giải thích nha, chứ hạn chế nhớ phần này nha, nhớ phần này nó rất là khó khăn nha, dễ lộn lắm. Giờ người ta cùng dấu thì hai thằng cùng dấu nhân nhau chắc chắn ra một con số dương rồi đó. Rồi bây giờ ếch về hai thằng cùng dấu thì cộng nhau ra gì em, âm hay dương? Dạ, cùng dấu cộng nhau ra dương. Này thầy giả sử nha, hai số âm cộng nhau ra số gì? Dạ, số âm. Âm và hai số dương cộng nhau ra gì? Dạ, số dương. Vậy thằng này mình đâu xác định được Dạ. đúng không? Không xác định được thì bỏ nó ha, bỏ nó qua bên. Được chưa, vậy là có hai thằng thôi nha. Vậy mà nói với tôi là chắc nữa chứ. Rồi tương đương, Dạ tương đương. Dạ con làm bên delta phải thầy. rồi nên ta phải chấp nhận luôn. Dạ tương đương là m cộng 1 tất cả bình Còn một tất cả cộng bình cho 2m cộng 3 lớn hoặc bằng 0. M cộng 3. Rồi ok. Trừ 2m cộng 3 trong 1 Trừ 2M cộng 3 lớn hơn 0 lớn hơn không? tương đương. Rồi số 1 cho thầy biết công thức tính B là gì đi, số 1. Dạ sẽ chia. Đúng rồi, B chính là C chia A. Rồi tiếp Khánh ơi. Dạ Rồi gom nhanh này anh ha, gom nhanh này nổi không? dạ em mà cộng 2 tất cả bình. M cộng 2 tất cả bình. Ủa, đâu ra vậy em? Dạ con tính ra thầy. Khai triển này ra. À dạ m bình cộng cho m cộng m cộng 1. A cộng B tất cả bình bằng gì? Dạ a a bình cộng 2b Vậy sau này ăn mất số 2 của tôi rồi. dạ, cộng 2m Cộng cộng 2M 1. với 2M này là 4M Dạ ha. Rồi. cộng 4. Cộng 1 với cộng 3 là cộng 4. Lớn bằng 0. Rồi thằng này các em bấm máy tính thử thì em sẽ thấy nó luôn đúng á. Rồi, thằng dưới là M bé hơn trừ 3 phần 2. M bé hơn trừ 3 phần 2. Rồi, vậy mình quốc câu A. Rồi, ok. Nhóm 2. Còn hôm bữa các em thầy cho công thức các em học đó, nó là hai nghiệm cùng âm hoặc hai nghiệm cùng dương, thì lúc này mình sẽ thêm cái ếch nữa nha. Còn hai nghiệm cùng dấu là mình không có biết cái ếch của nó đâu nên không có thêm vào được. Vậy là dạy cái cơ bản thôi chứ vô thi nó sẽ biến đổi lằng ngoằng, thì các em tự mà suy nghĩ thêm ha, tự tư duy thêm. Và cái cách tư duy thầy đã chỉ các em rồi đó, viết ếch và B ra để suy luận, chứ không phải lúc nào mình cũng áp công thức ra là ra được đáp án đâu. Để tôi coi có đứa nào chọn khác không. Rồi, ok.
Rồi chỉ có một câu thôi mà lâu vậy là không ổn nha các em. Rồi có ba bạn, phải nhanh hơn nữa. Rồi ok, tất cả đều đen hết ha. Rồi nhóm 2. Rồi đâu Bích Hà, giải thích cho thầy coi. Câu này sao bạn chọn A đây Bích Hà? Ủa bạn chọn D. Alo, Bích Hà ơi. Số 7. Dạ Sao hôm nay im lặng vậy hả? dạ mấy bạn bấm máy tính nhanh quá thầy. Nhanh quá hả? Chơi không lại hả? Hồi đó lớp ít ít còn chơi được, bây giờ lớp đông quá chơi không kịp hả? Rồi sao đây? Em chưa làm ra con đó thầy. Chưa làm ra câu đó. Rồi. À, câu này thì nãy thầy canh chừng là hơn 1 phút rồi mà chưa ra. Tức là em chưa thấy được cái mấu chốt vấn đề. Đâu bạn nào cho thầy biết cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở đâu? Các em đi tính từng câu á thì nó sẽ hơi bị lâu nha. Đâu ai thấy được mấu chốt vấn đề, thầy thấy đa số các em đều làm lâu á. Không biết có ai nhìn ra được không ạ? Đâu, bạn đầu tiên comment nè, phốt. Dạ Mấu chốt vấn đề là gì em? Hay là em tính đại từng câu? à, có gì khoan đã, con đọc lộn, Gì lộn hả? con đọc lộn đấy. Rồi cái này em hướng đi của em là gì? Thầy con tính Delta là gì? Rồi ok, chính xác. Rồi Bách Hà ơi, bạn gợi ý rồi đó. Rồi vô. Rồi em biết tại sao bạn đi tính Delta không? Dạ tính delta để biết là nó có lớn hơn không hay bằng không hay bé hơn không. Thằng này là phương trình bậc 2 nè. Mà người ta hỏi gì? Nghiệm kép nè. Nghiệm kép nè. Rồi luôn có nghiệm nè. Thì mình cái delta của em á nó sẽ giải quyết được từ 2 cho tới 3 câu, đúng không? Vậy là em chỉ cần đi tính delta ra là mình sẽ biết được đáp án rồi. Gần như là tính được biết được đáp án. Rồi delta bằng delta phẩy đi. Dạ là m cộng 1 tất cả bình. M cộng 1 tất cả bình. Trừ 2m cộng 1. Trừ 2m cộng 1. Rồi ok. Rồi gom cho thầy coi. Dạ là m bình cộng 2m cộng 1 trừ 2m trừ 1. Trừ 2m trừ 1. Vậy mình ra là Bình lớn. Ủa, ra là em bình. Rồi vậy em nhận xét gì về cái delta này, delta phẩy này? Dạ, nó lớn hơn không? Nó lớn hơn không? Toàn. Lớn hơn không là toàn rồi. Ủa. Sao? Thấy chưa? Thấy chỗ toàn chưa? Nó bằng không được không hả? Dạ được. Ừ được mà, vậy chỗ này nó lớn hơn hoặc bằng không ha. Rồi, vậy thì nếu delta của em bằng không á, delta phẩy bằng không thì thằng này là nghiệm kép ha. Delta phẩy bằng không thì tương đương với gì bằng không à? Dạ. Delta phẩy bằng không thì tương ứng với cái gì bằng không? Dạ chúng ta bằng không. Mà delta của mình bằng gì? Đấy. Dạ mọi người. Vậy tương đương với m bằng nhiêu? Dạ mọi bằng không. M bằng không, vậy câu C sao? Dạ nó đúng. Câu C đúng ha. Rồi câu B người ta nói là luôn luôn có nghiệm kép. Vậy câu B đúng không? Dạ đúng. Sao đúng được? Dạ tại vì delta nó bằng không.
Nhưng mà nếu em m khác không là ra delta nó lớn hơn không nữa. Lúc này đâu còn là nghiệm kép nữa. Hiểu không? M bằng không nè thì là nghiệm kép. Còn này là m khác không nè. Chỉ cần em m khác không thì nguyên cái delta phẩy của mình nó sẽ dương. Vậy lúc này nghiệm của mình nó còn là nghiệm kép nữa. Được không? Hiểu không em? Dạ. Rồi vậy mình chọn câu nào? Dạ là câu B. Câu B. Rồi mấy anh mấy chị này giải thích cho tôi coi, sao chọn câu D quá trời đây. Rồi từng người ha. Chọn theo hiệu ứng phong trào hay gì? Rồi Thiên Phúc. Dạ thưa thầy, hồi đầu con đọc luận đề, nhưng mà nếu con có đọc, con có làm đúng theo đề thì con cũng tính sai biết rồi. Để mẫu vô nghiệm. Hồi đầu con tưởng là tìm câu đúng, nhưng mà rồi có nếu con có đọc đề bài là sai thì con vẫn có tính sai, là đem tay con tính sai. Ok. Câu D để xem là câu D. Có thể chọn được M một giá trị thích hợp để một vô nghiệm. Không có thầy, cái đó nó vẫn sai, cái đó còn tính sai. Con ra một số khác làm con nghĩ là đáp án là D, nhưng mà chờ tính lại thì không phải là D được. Rồi ok. Rồi câu D nó cũng sai luôn các em. Thằng này tới hai câu sai là ha. Đề sai. Có thể chọn M một giá trị thích hợp để mẫu vô nghiệm. Cái thằng này nè, mình tính ra delta phẩy của nó là M bình thì nó luôn luôn lớn hơn bằng không rồi. Thì thằng này nó không thể nào nó vô nghiệm được nha các em. Mà chỗ này người ta nói là với một giá trị M nào đó là nó vô nghiệm, là nó bậy rồi nha. Vậy mình chọn luôn câu D nha. Rồi, vậy thì câu A mình khỏi thử ha. Rồi, thằng này không cho điểm nha. Rồi, câu tiếp theo.
Rồi đã bắt đầu có đáp án khác. Rồi có bạn câu C, có bạn câu B, có bạn câu D, nhiều dữ vậy. Rồi đâu Hoàng Anh thử đó Hoàng Anh. Dạ thầy. Rồi thầy nghe. Câu B nãy em là câu em chọn. Thì đầu tiên mình đi tìm delta của cái phương trình đó. Ừ. Dạ thầy là delta xài delta phẩy đi. Delta phẩy bằng b bình trừ cho ac, tức có nghĩa là mở ngoặc vuông m trừ trừ m rồi m cộng 1 tất cả bình. À ok. Nhưng mà dấu trừ đó nó gặp cái bình phương thì tự động nó mất ha. Dạ mất. Dạ. Trừ cho 1 nhân cho 2m cộng 1. À trừ 2m trừ 1. Rồi. Thì cái này mình tính ra giống như bài trên á. Bài trên thì nó ra m bình. M bình cộng 2m cộng 1 trừ cho 2m trừ 1. Ừ, rồi rút gọn ra m bình á. Rồi m bình dân. Rồi thằng này luôn rồi, luôn không không. Dân. Ừ. Thì nếu mà có B thì nếu mà hai nghiệm âm thì ta sẽ có là delta lớn hơn bằng 0. Ừ. B nó sẽ bé hơn 0. Ừ. Và S thì nó sẽ lớn hơn 0. Ừ. Thì mình đi tính cái B và cái S đó. Ừ, ok, rồi thầy hiểu ý em. Thầy á, các bạn làm lâu là cho cái này nè. Người ta, các em nhìn câu hỏi của người ta trước, nhìn đáp án của người ta trước nha. Hai nghiệm dương, hai nghiệm âm, hai nghiệm cùng dấu, thì cái câu C nó khác, nó khác đáp án mấy thằng kia rồi thì thôi không tính nữa ha. Rồi hai nghiệm dương, hai nghiệm âm, hai nghiệm gì đó thì mình đi tính mấy thằng này trước đi. Delta phẩy nè bằng m bình, rồi đi tính BS thử coi ra gì. B bằng gì Hoàng Anh? B một x hai. Một x hai là từ bằng cái gì? B chia E. Không, trừ B chia E. Phải. Cho cơ hội, không được chiếc phạt. Trừ. Ủa đâu? B bằng. B là tổng hay trừ tích? B chia. B là tổng hay tích? B là tổng hả? B là tổng. Chắc chưa? Chắc. Rồi B bằng gì? Ở đâu tìm được chứ? B bằng trừ B chia A. Rồi ok, chiếc phạt. Ủa? B bằng x1 nhân x2 nhân x2 bằng C chia A. Trời ơi. Rồi 5 lần nha. Ôi sao nhiều cái nó quên ẩu vậy ta. Rồi thằng này đã như em. Dạ thầy, C trên A thì ta sẽ có là 2M M. cộng 1. Rồi S. Lớn hay không? Rồi từ từ. Còn từ, từ. Dưới là mình không có làm đáp án B nha. Thầy làm là làm chung cho 4 đáp án luôn á nha. Rồi rồi rồi. 2M cộng 2. 2M cộng 2. Rồi ok. Rồi, các em muốn làm nhanh á thì các em đầu tiên các em tính cái này ra trước ha. Rồi mình mới đi thử từng đáp án. Rồi bây giờ mình coi câu A nè. Thằng này khỏi bàn ha. Thằng này nó lớn hơn bằng 0 thì nó luôn luôn có hai nghiệm rồi. Dạ anh. Luôn luôn có hai nghiệm. Rồi thằng này bỏ qua không quan tâm nó nữa. Rồi bây giờ người ta nói hai nghiệm dương. Hai nghiệm dương thì sao đây? B với S đều lớn lớn hơn không? Rồi B với S đều dương. Rồi vậy là 2M cộng 1 dương. Là 2M cộng 2 dương. Rồi các em giải thằng này cho những câu phía sau luôn nha. Chứ mình không giải lại nữa nha. Vậy M lớn hơn lớn hơn 1 phần 2. Ê. À M lớn hơn trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2. Thằng này M lớn hơn 1. Lớn hơn trừ 1. Trừ 1. Rồi. Sao cái lộn dấu hoài thế? Mở thầy dặn hai này chọn nào? Chọn số lớn hơn. Lớn thì chọn lớn hơn, nhỏ thì chọn nhỏ hơn. Lớn hơn vậy là lớn hơn trừ 1 phần 2. Lớn hơn trừ 1 phần 2. Có hai nghiệm dương. Lớn hơn trừ 1 phần 2. Rồi đúng rồi. Đúng. Rồi câu B.
Câu B là có hai nghiệm âm. Hai nghiệm âm thì B nó sao? B nó sẽ là lớn hơn ở đâu? Đúng rồi, B sẽ lớn hơn 0 và S sẽ bé hơn 0. S bé hơn 0. Rồi mình sử dụng kết quả này luôn, mình không tính lại nha. Mình chỉ đổi chiều nó thôi. M nhỏ hơn trừ 1 phần 2. À ha, thằng B vẫn giữ nguyên. Rồi thằng B lớn hơn 2 và S bé hơn 1 phần trừ 1. Suy ra là vô nghiệm. Rồi tương đương M thuộc tập hợp rỗng. Ờ, không tồn tại M. Làm gì có số M nào mà lớn hơn trừ 1 phần 2 mà nhỏ hơn trừ 1 được, đúng không? Dạ, vâng. Ồ, vậy thằng này tiếp rồi hả? Câu B đúng. Câu B sai. Câu B là câu sai nhưng mà đáp án là đáp án đúng. Hát não ha. Rồi, vậy thôi mình hỏi thử hàng kia nữa ha. Dạ, vâng. Tìm được có đúng rồi. Ừ. Ôi, đồ ơi, đau tim cái này không? Không phải chấp phạt. D sao có bạn D nữa đây? Sao có bạn câu C nữa đây? Để con giải thích đáp án của con chờ. Ừ. Sao Phúc? À, dạ thưa thầy, con đọc lộn đề nữa. Nữa hả? Dạ và nhưng mà con có xác định được là D sai, D đúng nhưng con xác định A sai. Tại vì con tại vì trong đầu con nghĩ trừ 1 lớn hơn trừ 1 phần 2. Rất không bình thường. Trời ơi, học tới năm lớp 10 rồi mà trừ 1 lớn hơn trừ 1 phần 2. Rồi cẩn thận lại nha. Yeah. Rồi Phương Như sao câu C vậy Phương Như? Dạ con thấy M bằng trừ 1 nên cái phương trình thầy. Rồi có bạn Minh Thư cũng câu C nữa hả? Rồi vậy thì thử câu C ha. Thử câu C xem nó làm sao. Nhiều khi thằng này nó hai đáp án sai nữa không chừng. Rồi có nghiệm bằng trừ 3. Ta chọn M bằng trừ 1. Rồi M bằng trừ 1 rồi, thế vô thử coi. X bình. Rồi thế vô thầy coi coi. Bao nhiêu? Như ơi, em luôn á Như. Em làm luôn Như. Dạ, X bình trừ 2. Thằng này thế vô. Thế vô, thế M trừ 1 vô đây. Dạ, trừ 2 nhân trừ 1 cộng 1 X. Trừ 2 cộng 1 ra nhiêu? Dạ, không. Ờ, vậy nguyên cục này bằng 0 rồi ha, giờ bỏ nó qua đi. Rồi, thằng đằng sau. Dạ, cộng 1. Rồi, trừ... Trừ 1 nhân 2 là trừ 2, trừ 2 cộng 1 ra, trừ 1. Đúng không? Bằng 0. Rồi tương đương x bình bằng 1, vậy thì x bằng cộng trừ 1. Ờ, vậy thì nó đâu có nghiệm bằng trừ 3 đâu. Có nhầm chỗ nào hay không? Trừ 1, không. Trừ 1 bằng 1. Hình như có đó sai luôn. Ừ, thằng này sai luôn nè. Ôi, lại đề lại sai. Đề này hơi fail ha. Vậy em đâu có chấp phạt đâu thầy. Liên quan gì? Đề sai mà. Thì thầy hỏi công thức thì trả lời không được thì chép thôi, chứ liên quan gì tới cái đề. Rồi, vô, câu tiếp.
Rồi nhóm 1 bạn đầu tiên câu A. Rồi khúc sau CA lộn xộn vậy? Thằng này không có sai nữa đâu nha các em. Thằng này đúng rồi nha. Rồi nhóm 1. Rồi đâu số 23 thử rồi Thiên Thanh. Dạ. Rồi thầy nghe. Giờ bạn bạn đầu tiên chọn câu, bạn đầu tiên chọn câu A nha. Rồi giải thích ra mà không đúng với câu A là nhóm không có điểm á. Mà giải thích sai cũng không có điểm luôn á. Rồi sao? Làm sao nói thầy nghe coi. Alo Thanh ơi. Đâu rồi Thanh? Dạ. À, thầy nghe. Để mới đi em, chừng nào trả lời xong rồi hãy tắt. Rồi vô. Đầu tiên em làm gì? Dạ thầy là em xét. Xét. Xét gì? Dạ xét điều kiện. Xét điều kiện gì? Em cứ nói đi. Cho em mở. Mở sao? Alo Thanh, Thanh ơi đâu rồi? Con này quen mà. Con này hôm nay mình làm rồi mà. Em mờ khác không? Em mờ khác không? Em mờ khác không thì sao? Xin ra là 2M cộng 1 bằng 2. Rồi tiêu rồi đó. Hôm nay học không hiểu bài hay sao em? Hay là hôm nay vô mà không có học? Đâu giải thích thầy nghe coi. Thanh, hôm nay học có hiểu không? Dạ, có. Có hiểu thì câu này phải làm được chứ. Rồi xong nha. Nhóm 1 giải thích không được không có điểm nha. Rồi Thanh, em làm như vậy. Thế em m bằng 1 phần 2 vào nè. Thì phương trình của mình trở thành cái gì? Vậy là phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 nó là gì? Đọc thầy nghe phương trình đó coi. Chỗ nào có m thế bằng 1 phần 2? Rồi thế nhanh lên. Thì là rồi ba x. Rồi thằng bên này cộng 3. Cộng 3. Rồi thằng này ra hai nghiệm là gì? Bấm giải nó bằng 0. Thầy thiếu cái bằng 0. Rồi tương đương hai nghiệm của nó là gì? Ủa khoan từ thi. Cộng 2 mới đúng này. Thằng này cộng 2 thôi nha. 2 nhân 1 phần 2 ra 1, cộng 1 ra 2. Rồi nghiệm của thằng này giải được không? Bấm phương trình. Là 2 nhân 1. 1 với 2. Rồi vậy nghiệm này có gấp đôi nghiệm kia không em? Dạ có. Vậy Nga đúng không? Dạ. Nhưng mà chọn được nó chưa?
Có chọn nó liền không? Dạ chưa. Chưa, còn câu C nữa nha. Câu C cũng có M bằng 1 phần 2 nữa nè nha. Vậy mình phải kiểm tra thêm câu C thôi. Vậy là mình kiểm tra M bằng nhiêu? M bằng trừ 4, trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4. Rồi, thế vô. Rồi, thế nhanh lên. Thế nhanh lên cho thầy coi. Là cộng trừ cho. Đúng không? Dạ. Rồi, em giải cái này ra coi nó bằng nhiêu. Ở giữa thầy nhẩm cái có sai cái em nói nha. 1 và 1 phần 2. 1 với 1 phần 2. Vậy nghiệm này có gấp đôi nghiệm kia không? Dạ. Ừ. Thằng này em nhân 2 lên coi nó có ra thằng kia không? Dạ có. Nghiệm này gấp đôi nghiệm kia tức là x1 bằng 2 lần x2 nha. Thì em gấp đôi thằng này lên thì nó ra thằng kia. Rồi vậy thằng này đúng không? Dạ đúng. Thằng này cũng đúng luôn. Vậy mình chọn câu nào? Dạ C. Câu C. Thầy ơi, nhóm em cũng người chọn câu C thì có đúng như vậy. Các em biết luật mà. Các em biết luật mà, giờ các em còn nói thầy vậy là sao? Giờ bạn đầu tiên là chọn sai rồi là nguyên nhóm 1 bỏ hết nha. Rồi, nhóm 2 tới nhóm 2, nhóm 2 câu A rồi xong luôn nha. Em bấm không kịp thôi chứ em. Rồi, Minh Thư. Minh Thư thấy mình thiếu chỗ nào không Minh Thư? Giờ em ra nghiệm mà em không có nhân 2 thầy. Em ra nghiệm mà em không có nhân 2 là sao? Giờ là em ra 1 với 1 phần 2 nhưng mà em không nhân 1 phần 2 với 2 á. Cho nên là em nghĩ nó không có gấp đôi tiếp tục. Mới mốt mình phải thử lại nữa nha. 1 phần 2 nhân 2 lên thì nó ra được 1 mà, thì nó gấp đôi mà. Rồi mấy bạn phía sau, sao chọn con A nữa Thiên Phúc? Thiên Phúc sao con A nữa vậy Phúc? Dạ lần này thì không có luận đề hả thầy? Chỉ là tính tầm lên tính không đúng thôi. Sai hết 3 câu rồi nha Phúc. Cẩn thận lại. Rồi không có nhóm nào có điểm hết ha. Nay mấy đứa chê điểm hả? Cái câu lúc nãy là thuộc về phần tự luận, thì phần tự luận giải nó sẽ hơi phiền phức xíu nên thôi mình giải theo kiểu trắc nghiệm là mình thế vô đi cho vậy. Gì một ếch là gì vậy Hoàng Anh? Ốc lộn thầy.
Nay thì khá bất ngờ, một mình Hoàng Anh cân nguyên nhóm 1 luôn hả? Rồi, câu C, tất cả đều chọn câu C. Rồi Thảo Vy, sao bạn chọn câu C đây Thảo Vy? Dạ, nếu mà bạn chọn câu C thì thế em m bằng không vô Rồi vậy bây giờ mình đi được thử. ra chứ. Rồi bạn đã cho sẵn đáp án rồi, mình đi thử cái này ha. Thì hiển nhiên vô thi thì mình sẽ thử từ đầu tới cuối, tại vì mình chưa biết nào đúng mà. Rồi với m bằng không thì phương trình của mình là gì? Là bằng x bình cộng 1 bằng 0. Chắc không? Dạ, tại trừ 2 nhân 0 là Sao 0 rồi. đây em? Gì đây em? Dạ là bằng 1. Ở cộng trước chứ sao lại là nhân trước? Rồi vậy chỗ này ra nhiêu? Dạ là trừ 2x. Trừ 2x. Cộng 1. Cộng 1 bằng 0. Rồi tương đương. Dạ tương đương với Rồi nhẩm nhanh. x bằng 1 với lại x bằng nó có một nghiệm mà là x bằng 1. Nghiệm của nó là nghiệm kép em. Vậy thì nó đúng không? Thằng này đúng không? Nếu nghiệm của mình là một dạng này đúng không? Gì đúng? Đúng, tại vì nó là một với một cộng một với một thì bằng hai là đúng rồi. Đó. Nghiệm kép của em tức là x một bằng x hai bằng một đó nha. Rồi ok, C hết ha, quá dễ ha. Sao mấy bạn giỏi rồi, mất tiêu hết rồi, mấy bạn bình thường mà tính toán ghê lắm mà qua trắc nghiệm cái bị khớp hả, chơi không lại mấy bạn này hả? Tự luận học để hiểu vấn đề thôi nha các em, còn trắc nghiệm thì mình phải xử lý nhanh nhẹn và khôn khéo xíu nha, chứ các em cứ đi theo cái form của tự luận thì mình chắc chắn sẽ làm không kịp. Rồi thôi mấy câu thế này thì các em tự thế thêm nha, để thầy cho đề rồi thế thêm, chứ cái này dễ quá rồi. Qua mấy câu khó khó tí. Bài này mà bạn nào làm quá 1 phút á là các em hiểu sai vấn đề nữa nha. Câu này mình chỉ tính một vòng là ra được đáp án, mà các em tính nhiều hơn một vòng tức là các em làm bị sai chỗ rồi đó.
Ô Hoàng ơi, mới vô câu D mà nguyên cái khúc dưới là bạn chọn câu C không đó Hoàng ơi. Tính lại coi. Rồi Hoàng An nhóm nào đây? Số 2. Nhóm 2. Rồi một là một mình em gánh nguyên nhóm 2, hai là em hại nhóm 2 rồi đó Hoàng ơi. Rồi đâu Hoàng An giải thích cho thầy coi. Vô. Câu khác nhau cũng chứ không phải câu câu đây này. Ừ, thầy không biết giờ em vô em làm gì trước em nói thầy nghe coi. Đem ta Delta của câu nào? nhập của câu D. Không, hồi nãy thầy hỏi em làm á nha, khi mà em làm á em vô em tính delta của câu nào trước? D trước. Tại sao em tính câu D trước mà em tính câu A trước? Không biết là ta tính dưới lên. Tính dưới lên hả? Rồi để thầy hỏi bạn khác coi. Thi Hân. Dạ. Rồi em bay vô em tính delta của câu nào trước Hân? Dạ, em tính em ta câu D tại vì ạ. Cái câu A với câu B là m cộng 1 nhân x bình, em thấy nó có điều kiện đó, nên em để sao. Rồi rồi ok. Rồi nhìn nhận, có bạn nhìn nhận ra được vấn đề rồi đó. Rồi các em nhìn nha. Phương trình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt. Vậy thì các em nhìn câu A với câu B đi. Khi mà m bằng 1 nè, phương trình của mình trở về phương trình bậc mấy không? Hân ơi. Dạ. Khi m bằng 1 á, khi nguyên cục này bằng 0 nè, thì phương trình của mình À, phương trình bậc 1. Bậc 1 về thằng này toan ha, phương trình bậc 1 làm gì có hai nghiệm được. Rồi tương tự thằng này bằng 0. Dạ là phương trình bậc 1. Phương trình bậc 1 vậy này cũng tiêu luôn ha. Các bạn nào mà bay vô mà tính delta của hai câu này là lâu ráng chịu nha, thầy không chịu trách nhiệm nha. Rồi ha, nhớ cái này nha, mình đi xét thằng này trước. Nếu a bằng 0 á thì lúc này nó không có hai nghiệm phân biệt được rồi. Vậy hai câu này bỏ. Rồi Hoàng An ơi, quay lại em nè. Rồi em tính delta của câu D đúng không? Rồi delta câu D. Rồi câu D delta bạn. Đến ta phải Delta phải m cộng 1 bình m cộng 1 bình trừ 2m cộng 1. trừ 2m cộng 1. Nhớ có cái ngoặc nha. Rồi thằng này nó ra, M bình cộng 2m cộng 1. rồi nó ra m bình, gom lại ra m bình đúng không? Nãy giờ câu này người ta cho nhiều lần rồi ha. Rồi thằng này nó sao đây em? Rồi lớn bằng không. Đó là bằng không, vậy nó bằng không, nó đâu có nghiệm phân biệt đâu. Thì sai rồi. Bằng không là nghiệm kép mà. Dạ. Vậy thằng này sai ha. Thằng này sai thì mình làm sao đây Hoài An? Dạ. Chọn C. Chọn C luôn chứ không có thử câu C nha. Câu D sai rồi là các em chọn câu C ha. Còn nếu mà bạn nào thử câu C đúng chọn luôn câu C. Đây, vậy thì như thầy đã hứa là một vòng ra luôn đáp án nha. Rồi, vậy thầy đi tính thử câu C xem như thế nào. Delta phải bằng M cộng 2 bình trừ AC là trừ 4M. Rồi, vậy thằng này nó sẽ ra là M bình cộng 4. Vậy thằng này luôn luôn lớn hơn 0. Vậy thằng này mới là nghiệm phân biệt này nha. Delta phải lớn hơn 0 nè. Vậy thằng này mới là đúng là luôn luôn có hai nghiệm phân biệt nè. Còn thằng này á là có thể có nghiệm kép được nha các em, bởi vì nó có thể bằng 0 mà. Các em coi chừng nhầm chỗ này á nha, chỗ này nhiều bạn bị nhầm lắm á nha. Rồi ok, nhóm 2 tiêu ha. Từ đầu buổi tới giờ mà có 1 điểm thôi, mấy đứa chê điểm hả? Thầy nãy giống một câu trước làm được mà thầy sao không cho điểm thầy? Nhóm 1, thầy quên. Rồi, tạm thời tương đối bằng. Rồi thôi mấy cái phần này á để thầy cho bài tập rồi cho đáp án các em kiểm tra, các em làm các em kiểm tra thêm nha. Chứ mình không có dừng lại ở đây nhiều quá được, mình qua phần mới. Thầy ráng tuần này làm cho xong cái chương này luôn để tuần sau qua chương mới.
Rồi, suy nghĩ cẩn thận nha các em, bút xa gà chết nha. Rồi, đa số đều là câu A ha. Có chuyện thú vị nè mấy đứa, có bạn chọn câu B rồi nè. Rồi tí nữa Duy Hân giải thích cho thầy sao chọn câu B nha. Hoặc là một nồi bạn trên này tại sao chọn câu A. Rồi thầy cho thêm 5 giây nữa cho các bạn khác nha. Thầy nghe mùi hình như câu A bị sai rồi đó mấy đứa. Rồi một nồi trên này, nhóm 2. Khương. An Khương. Dạ. Rồi, em làm sao mà ra được câu A? Đầu tiên con chuyển nguyên cái dế 2x-3 qua với bên phải. Rồi, cách 1. Là trị tuyệt đối x-1 bằng 3-2x, đúng rồi thầy. Rồi, ok. Rồi, tương đương. Dạ, xét điều kiện trước là phải rồi, cho dần. Nghi Văn. Alo Văn ơi, hôm nay mic ổn chưa? Em ru nữa rồi. Chưa được nữa hay em sửa mic lại đi. Thầy ơi thầy, tại nó bị mạng lát. Lát hả? Lát hoài vậy Thanh Ngân. Dạ. Rồi bà thầy không quan tâm nhóm nha. Cái khúc sau này thầy không quan tâm nhóm nha. Thầy đang kiểm tra kiến thức của các em á. Bạn nào sai thì cứ chép phạt thôi. Rồi tương đương gì đây em? Dạ tương đương là để nhớ cái này. Rồi 5 giây. 3-2x lớn hơn bằng 0. Tại sao nó phải lớn hơn bằng 0 vậy em? Tại vì nó bằng căn x trừ 1. Nó bằng một cái căn ha. Mà nó dạ. Nó nhỏ hơn 0 là nó vô phương trình, nó vô nghiệm rồi ha. Dạ. Vậy bắt buộc nó phải lớn hơn bằng 0. Rồi, gì nữa đây? X trừ 1. Ủa? X trừ 1 bằng 3-2x trong hoạt bình. X trừ 1 bằng em bình phương 2. Em bình phương hai vế á hả? Dạ. Rồi. Vậy là chưa biết cách đó rồi thầy. Con là người khơi màu ra cách đó thầy. Sao Thanh Ngân lại làm cách này ta? Rồi ok, không có sai nha, nhưng mà thầy này không khuyến khích lắm. Bằng 3-2x. Rồi, em giải ra được cái gì?
Đâu rồi, đâu rồi, lâu vậy ta? Thằng trên trước đi em. Dạ. 2x bớ hơn bằng trừ 3. Trừ 2x bớ hơn bằng trừ 3. Ừ, vậy là x nhỏ hơn bằng 3 phần 2 á. Dạ. Rồi, thằng dưới. À, hiểu cái bình phương. Ôi, lâu quá. Cách này lâu quá. Rồi, con rồi, cô Phương nè. Vô. Vô Phương ơi. Dạ là cái gì lớn hơn bằng y chang vậy luôn rồi. Bằng y chang. Rồi mặt vuông cái thầy. Ừ. À, x trừ 1. X trừ 1. Bằng 3 x 3 trừ 2 x. Rồi ok. X trừ 1. Trừ 3 x cộng 2. Ủa trừ 3 cộng 2. Trừ 3 cộng 2. Cộng 2 x thầy. Cộng 2 x. Rồi tương đương. Dạ là thằng này giống ha. X bé hơn 3 phần 2. Ờ, rồi thằng này chuyển vế qua là xong rồi. Dạ. X bằng à, từ từ thầy. Đổi qua là 3, 3, 4, 4, 3. Ờ, vậy ủa đúng 4 phần. Ờ, ok, 4 phần 3. Ủa chứ gì thầy. Rồi thằng dưới đổi qua là trừ X, trừ X khoan. À, từ là đổi qua từ từ thầy à, hai. Ừ, hai. Ủa vậy mấy mấy nghiệm ta? Rồi để con coi cái. Rồi vậy hàng này, hàng này nhận được không? Dạ được. Này nhận được ha. Rồi hàng này nhận được không? Rồi thầy. Dạ không. Ừ. Một miếng nhỏ hơn mà. Rồi ok loại. Oh yeah. Rồi. Rồi Ngân ơi, ở biết cái này không Ngân? Dạ. Ở biết cái này không? Biết cách bên phải không? Ừ, dạ biết, dạ biết. Ờ, ở trong lớp của tôi đâu có chạy cách này ta. Ở trong lớp của tôi là tôi đâu có khuyến khích làm cách này. Em thấy khúc này em khai triển cái này ra nó hơi phiền ha. Đúng không? Dạ. Còn cái này mà em gặp bậc 2, em gặp bậc 2 cái này là còn chết nữa nha. Dạ. Rồi ok, vậy câu A đúng. Ờ, rồi. Mấy anh mấy chị kia sao chọn cô B cô C tè le vậy đây? Ủa thầy, nếu mà mình xét thử cái trường hợp ví dụ như mình cho x trừ một lớn hơn hoặc bằng không với lại x trừ một bé hơn không thì sao thầy? Ừ, là sao em? Cái kiểu như là cái tuyệt đối x trừ một á, ừ. Mình xét nó lớn hơn hoặc bằng một, lớn hơn không với lại bé hơn không, ừ. Chưa thử trường hợp đó được không thầy? Rồi ok, thầy hiểu ý em. Rồi chờ thầy xíu. À, Duy Hân, sao chọn cô B vậy Duy Hân? Em quên điều kiện thầy. Ờ, quên điều kiện, ảo, Hân. Dạ, con cũng quên điều kiện. Con quên điều kiện luôn. Một nồi quên điều kiện ha. Câu này quá dễ mà còn các em còn quên điều kiện nữa. Rồi, thật ra các em đâu cần làm cách này. Các em làm cách 2. Bấm máy. Biết bấm máy không mấy đứa? Đâu bạn nào xung phong bấm máy coi. Hôm nay mà có bạn Hương là bạn Hương giành làm rồi đó. Chờ đâu Đạt, bấm máy cho thầy coi Đạt. Nghe rồi, bấm sao đây em? Nhập cái đó vô. Nhập cái đó vô, rồi. Cái giá của giá trị tuyệt đối nè, nhập ở đâu em biết không? Không quên. Quên, có bạn nào biết không? Mít Hà. Dạ xếp rồi cái dấu ngoặc ngay chỗ chữ x đó. Rồi biết là dấu của sạn mình luôn ha. Không chỉ ai ha, đợi tôi kêu tới mấy chị ha. Đây nè, các em thấy chữ ABS này không? Đó. Để đánh được cái chữ ABS, ABS là từ viết tắt tiếng Anh của dấu giá trị tuyệt đối á. Thì để nhắm được cái chữ ABS này thì mình phải bấm cái chữ shift trước. Đây shift, rồi trị tuyệt đối nè. Rồi nhập cái anh này vô.
x trừ 1 nè. Rồi cộng 2 x trừ 3. Rồi mình làm gì nữa đây? Này là con mấy cái đó vậy? Rồi con thử. Rồi con thử đáp án 4 phần 3 ha. 4 chia 3 nè. Rồi nó bằng 0 nè. Vậy thằng này là nghiệm ha. Rồi thử câu B coi. Con số 2. Ủa số 2 thằng nãy đâu ra 0 đâu. Cái phương trình này của mình thế vô, nghiệm thế vô thì nó phải ra 0 chứ. Còn thằng này thế vô ra 2 thì thằng này đâu phải nghiệm. Rồi được chưa? Ok chưa? Rồi hồi nãy Hoàng Anh hỏi thầy cái chỗ này, tức là x trừ 1 bằng 3 trừ 2x. Rồi thằng thứ nhất á, là em xét x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không Hoàng Anh? Dạ vâng. Rồi khi nó lớn hơn bằng 0 thì bỏ ngoặc thì nó ra chính nó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bằng 3 trừ 2x. Dạ nó cũng ra là 4 phần 3. Rồi thằng này khi mà nó nhỏ hơn 0 thì khi em bỏ ngoặc thì nó sẽ bị đổi dấu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi trừ x cộng 1 bằng 3 trừ 2x. Nó ra là 2. Ờ nó ra là 2. Thì nó ra cũng kết quả y chang thôi mà. Dạ rồi, không đấu gì đâu. Ok. Nhưng mà phương trình chưa ẩn dấu giá trị đó. À, bậy rồi, bậy rồi. Đắt rồi. Rồi đây các em nhìn đây. Đây cái form của mình là dấu giá trị tuyệt đối A bằng B. Thì cái cách 1 là đây nè, đây là cách 1 nè. Đây là cách 2 nè, là cách các em bình phương đó nè. Và cách 3 là cách bạn Hoàng Anh vừa hỏi thầy á. Thì thầy là chỉ dạy cho các em cách này thôi nè. Đây, thầy chỉ hướng dẫn cho các em làm cách này thôi. Và thầy chỉ thêm cái cách này nhưng mà không khuyến khích các em làm, bởi vì khi bình phương lên nó khá là phức tạp. Và cái cách này nó còn phức tạp hơn nữa nha các em. Mình tách cái trường hợp ra này nó rất là khó hiểu và rất là khó giải thích. Thì cái thằng này là dễ giải thích nhất và dễ hiểu nhất, dễ làm nhất nè. À, tức là trong toán học của em á, một bài toán á, nó sẽ có rất là nhiều cách làm. Và các em chọn một hoặc hai cách làm phù hợp cho các em. Và những cái cách kia mình chỉ tham khảo thêm thôi nha. Nếu các em muốn giải một bài này theo một cách khác, thầy vẫn có thể giải theo cách khác nữa cho các em được. Nhưng mà nó khá là phiền. Thì mình tập trung vào cái cách này. À, tập trung vào cách này thôi. Còn của Hoàng Anh, em mới hỏi là thằng này nè Hoàng Anh. Dạ thấy rồi. Tại bữa hổm tìm được ở trên mạng thấy nó hay hay. Ừ ok, nó cũng đúng đó. Nhưng mà thằng này em chia ra nó tới 4 dòng nữa nè. Này chia ra chỉ có 3 dòng thôi, nó sẽ tiện hơn. Còn thằng này cũng vậy nè. Đây là cách 1 nè, là mình tách ra hai trường hợp. Còn thằng này là bình phương lên nè, thì bình phương lên thầy cũng không khuyến khích các em làm lắm. Rồi, tiếp. Câu lại coi. Nhóm 2 thì là nhóm 2. Ok, câu A ha. Lâu ghê mới có được điểm. Đâu rồi, đâu rồi. Rồi, vô.
C, tất cả đều là C. Có bạn nào có đáp án khác không? Rồi, đầu tiên nhóm 1 chọn câu C. Thủy Ngân. Dạ. Rồi, thầy nhé. Rồi, sau đây em tương đương gì? Dạ thưa thầy, là 5 trừ 2 x 5 trừ 2 x bằng 3 x cộng 3 bằng 3 x cộng 3, rồi chấp nhận. Dạ, 5 trừ 2 x hoặc 5 trừ 2 x bằng ok, hoặc 5 trừ 2 x bằng trừ 3 x trừ 3 trừ, rồi, à, rồi thôi, để ngoặc này đi. Rồi ok, rồi công thức đúng ha. Rồi thì các em giải tiếp ra thì các em sẽ được hai nghiệm giống như bạn chọn. Nhưng mà bài này mình làm cách bấm máy được không? Cái này là mình làm tay nè, làm tự luận nè. Bấm máy được không? Dạ chắc được. Rồi bấm máy. Rồi bấm thì xem thử coi. Rồi bấm sao đây? Dạ. Xếp. Rồi giá trị tuyệt đối. Rồi gì nữa? Dạ nhập vô là 5 trừ 2 x. Rồi ok. Rồi sao nữa? Dạ xếp bằng. Xếp bằng hả? Dạ alpha bằng. À rồi cẩn thận nha. Làm cái này cẩn thận nha. 3 x cộng 3. Rồi ý em là vậy rồi à, ship xong đúng không? Dạ yeah. Không, dở lắm. Cách đó được nhưng mà yếu lắm. Tại vì ship xong nó, mỗi lần ship xong nó chỉ ra được một nghiệm thôi em. Hiểu không? Ờ, dùng chức năng gì hay hơn? Thằng này trường này ra gì? Vậy không? Ờ phải ra không mới đúng ha. Vậy mình dùng chức năng call thử ha. Coi nó có ra không không? Rồi, em call số nào? Dạ 2 phần 5 đó thầy. Ờ 2 phần 5. Rồi coi thử nó ra không không? Nó ra không thì nó đúng. Nó là nghiệm. Rồi, nó là nghiệm nè ha. Rồi tiếp. Dạ. Tiếp số. Số mấy? Trừ 8. Trừ 8. Rồi nó cũng là nghiệm luôn nè. Rồi vậy chọn nó. Được không? Ổn không? Dạ được. Có cách thứ ba được không thầy? Cách thứ ba là cách nào em? Dạ nhìn. Nhìn bài bạn hả? Dạ không, nhìn này là chắc chắn có hai nghiệm đâu đặt điều kiện đâu thầy. Ừ đúng rồi. Nhưng mà coi chừng toan đó nha. Không, đối với bài này thôi thầy. Ừ đối với bài này thôi. Các em hiểu ý bạn không? Tại vì cái này nó ra hai trường hợp nè. Thì hai trường hợp thì bậc 1 thì mỗi trường hợp nó là một nghiệm. Thì hai trường hợp là hai nghiệm. Vì mình bỏ hàng ba nãy. Vì mình chọn câu C. Ha? Hiểu không mấy đứa? Hiểu không Hoài An? Dạ hiểu. Ừ, nhưng mà coi chừng toan nha. Thầy ví dụ. Thầy, à, sao? À, không phải. Sao Phúc? Nếu không phải điều kiện đúng không thầy? Hả? Gì? Ý em là sao? À, dạ, không gì. Phương trình này đâu có điều kiện gì đâu. Rồi nhưng mà thầy cho một bài là toán liền nha. Nhìn cái bài này đi. 5 2x đi. 2x cộng 5 bằng 2x cộng 3. Rồi thấy chưa Khương? Thấy. Ờ, rồi giải thử cho thầy coi. À, 2x cộng 5 bằng 2x cộng 3 2x cộng 5 trừ 2x cộng, trừ 3. Rồi thằng trên nó là sao?
nó không biết rồi hả? Ờ, thằng trên là vô nghiệm nha, thằng này là một nghiệm nha. Ờ, vậy phương trình của mình là một nghiệm chứ không phải là hai nghiệm nữa nha. Nó nói tùy bài mà. Ờ, ok, tùy bài nhưng mà cẩn thận chỗ đó nha. Thí dụ các em nhìn thấy hai cái x hai bên nè, mà số của nó giống nhau á thì cẩn thận nha. À, nhớ máy 83 nhớ 1 hả? Rồi, nhớ 1 có điểm. Ồ, dạ Khánh, lẹ vậy em. Vô mấy bài bấm máy là trúng đủ mấy đứa rồi hả? Ờ, ok, rồi, tất cả đều ra B ha. Nhóm 2, Gia Khánh chọn câu B. Nhưng mà một bạn khác giải thích thử xem. Ba mươi mốt Phương Như. Dạ thầy. Rồi sao em? Sao mà dạ, bạn chọn bấm máy hả? Dạ. Bạn chọn câu B. Rồi, câu B. Rồi, em bấm sao? Sử dụng chức năng gì? Dạ, khôn. Ờ, sử dụng chức năng khôn. Rồi, thế vô thì nó ra không thì nó là nghiệm ha. Rồi, cái này các em tự bấm nha. Thầy chỉ rồi. Rồi, cách 1, Tuyết Ngân. Số 35. Rồi. Cái khúc mà thầy hỏi về lý thuyết là thầy không có quan tâm là các em nhấn máy nữa nha, cứ sai là chép phạt thôi. Alo Tiến Ngân ơi. Dạ. Yeah. Rồi thầy nghe, thằng này làm sao đây Ngân? Ít tuyệt đối. Ờ, gì tuyệt đối ít? Bằng trừ ít bình cộng 2. Ờ, thầy ghi nó là 2 trừ ít bình đi. Dạ. Cái dấu trừ đặt phía trước nó nhìn khó chịu quá. Rồi sao tự nhiên chuyển vế của người ta vậy em? Vậy cho dễ tính hơn. Cho dễ tính hả? Có cái giải thích nào khác hợp lý hơn không? Không nhớ. À, cho nó giống với form thầy dạy ha. Thầy dạy là form gì? Chị nói dạ. A bằng B ha. Rồi chứ thầy không có dạy là cái nùi này cộng cái tuyệt đối bằng không. À, thì mình chuyển về cái dạng này. Nó mới vô cái form thì nó mới đúng cái công thức mà mình làm được. Rồi, thằng này tương đương. Đây là x bằng điều kiện trước em. Dạ, 2 trừ x bình lớn hơn bằng 0. Lớn hơn bằng 0. Rồi, gì đây? Giải này. X bằng 2 trừ x bình. 2 trừ x bình. X bằng trừ 2 cộng x bình. Trừ 2 cộng x bình. Rồi, dấu. Ngoặc. Gì đây? Dạ, mặt vuông chỗ nào? Ba cái. Ba cái mặt vuông. Mặt vuông ba cái này luôn. Không không, hai cái dưới thôi. À, hai cái dưới thôi. Đổi ý lẹ vậy. Rồi, thằng này sao? Dạ tính đây. Không không, ý thầy là chỗ này mặt gì? Dạ mặt. Thằng này với hàng dưới là mặt gì? Gom mặt chung là mặt gì? Dạ, mặt nhọn. Ờ, mặt nhọn. Rồi, ok. Chỗ này thì tự giải tiếp ha.
thằng này thầy chỉ hỏi công thức cô nhớ hay không thôi. Rồi các bạn mà chờ thầy ôn rồi mới chịu học là tiêu nha. Tại vì trong quá trình dạy các em á, là thầy dạy cách làm tự luận để các em hiểu vấn đề. Còn khi thầy ôn á, là thầy không có dạy kiểu tự luận nữa, mà thầy chỉ các em kỹ năng làm nhanh nha, là thầy chỉ bấm máy thôi. Thầy ơi, thầy nghe. Đặt ẩn T được không thầy? Dạ, ẩn T. Đặt ẩn T bằng từ đó của X á. Ừ, ok, đó cũng là một cách hay. Rồi, bạn có cách khác nè. Như thầy đã nói trước đó rồi ha, một bài toán nó có rất là nhiều cách giải. Các em muốn giải cách nào miễn nó hợp lý là được. Rồi, chỗ này bạn Khương đặt T là nguyên cục này. Vậy thằng này nó sẽ ra là gì Khương? Dạ là bình, T bình. T bình, cộng T bằng A trừ 2 bằng không? T bằng trừ 2. Ờ, rồi mình sẽ giải ra được T ha. Dạ. Ờ, T bằng gì đó? T bằng trị tiêu trống. Rồi bằng gì đó? Rồi, mình cũng ra được, phải y chang vậy thôi. Rồi, đây cũng là một cách hay á. Sao ông Khương nó không có cả khối cách tùm lum á? Thì người ta nghiên cứu, người ta thấy cái dạng đó, người ta lên mạng, người ta tìm hiểu, người ta nghiên cứu. Còn các anh chị là tôi cho bài tập còn không thèm làm nữa mà. Các em phải tăng cái tính tự học và tính tìm hiểu lên nha. Mấy thầy cho con hỏi cái nãy cái thầy được T. Mình đặt T bằng x bình á, thì lúc đó giá trị thực tác của x đó ra. À, ối. Đặt T bình bằng nha, bạn. Ủa, không có gì, không có gì hả? Ok. À, rồi hiểu. À, không. Hiểu rồi phải không? À, hình như vậy, hình như vậy. Ừ. Rồi câu cuối để chốt sổ nha. Rồi nhanh lên. Nếu một đang thua á, câu này chốt sổ á, hết giờ rồi. Câu này không có số nha các em, bấm máy coi chừng nữa nha. Rồi nhóm 2 D không, rồi nhóm 1 cũng D luôn, rồi nhóm 1 tiêu rồi đó. Rồi nhóm 2 ai làm? Rồi nhanh luôn cho thầy coi. À, Thiên Phúc. Dạ thầy con chị bấm máy. À bấm máy hả? Dạ. Bấm máy sao Phúc? À, dạ bấm. Dạ thầy mình xếp về mình học mình ghi lại phương trình giá trị thực tối của x trừ 2 bằng 2 trừ y. Carrot tiếp cao thì trước hết con bấm số 2 sẽ phát hiện là đúng rồi. Thì con kiểm tra một số bé hơn số 2 như là 1 chẳng hạn thì hết cũng là đúng, và nghĩa là con chọn D. Rồi ok, thầy hiểu ý em, tức là em đi chứng minh ba thằng kia sai. Rồi các em coi bằng phút nha, bạn cũng làm như cũ thôi, tức là đem hết cái vế này qua bên trái thì mình sẽ trừ nhau ra không là đúng. Vậy câu A nè, bạn thử câu A thử.
bằng con số 2. Sao em? Con đổi sang bên trái à? Ừ, thì chuyển hết thằng này qua bên trái. Con bấm máy khỏi cần. Khỏi cần hả? Dạ. Yeah. Khỏi cần sao được? Con thì con bấm lý tính ra được này. Rồi, em bấm vậy thì em kiểm tra rất là mệt nha. Cái này máy nó kiểm tra cho em sẵn luôn. Rồi, yeah. Chuyển hết qua trái đi. Bằng 2 nè. Rồi, bằng 0 nè. Dạng này là nghiệm. Nhưng mà chưa nha, đừng vội chọn nó nha. Thằng này cũng chọn, thằng này cũng nhận số 2 luôn nè. Dạ. Yeah. Rồi mình kiểm tra câu B thử, kiểm tra số 4 thử. Rồi số 4 không phải là nghiệm nè, vậy này sai. Và giữa hai thằng này á là một thằng nhận số 2 và một thằng không nhận số 2. Vậy hồi nãy mình kiểm tra thử rồi là số 2 mình nhận được nha. Vậy thằng này tiêu. Và mình trong cái khoảng này, trong cái khoảng này mình kiểm tra thử một con số bất kỳ nữa đi. Đó là số trừ 5 chẳng hạn. Rồi, trừ 5 nó cũng là nghiệm luôn. Vậy mình chọn câu D. Ha. Rồi, nhưng mà thằng này làm tay. Thằng này làm tay rồi, thằng làm nhanh luôn nha. Hết giờ rồi. X, điều kiện của mình là 2 trừ X đó bằng 0. Và... X. À, làm cái kiểu thì giải nó, máy tính cũng không cho phép không thầy. Máy tính cũng ra các bạn đi chàng thì không có thay đổi gì. Ừ. Rồi bằng x trừ 2. Rồi thằng này các em đem qua thử thì các em sẽ thấy thằng này là 2x bằng 4x bằng 2 nè. Rồi thằng này là vô số nghiệm nè. Rồi nhưng mà vô số nghiệm nó vẫn phải thỏa mãn cái điều kiện ở trên này nha. Tức là x của mình phải nhỏ hơn bằng 2 nha. Rồi vậy mình gom ba thằng này lại mình sẽ chọn được câu D. Rồi tí nữa thầy sẽ gửi đáp án của cái phần trắc nghiệm hôm trước thầy cho làm. Rồi thầy sẽ gửi bài tập về nhà mới. Rồi mình nghỉ ha. Để con chào thầy. Ừ, chào em.